thì mình cứ ăn phận làm bạn làm friend zone đành vậy, vì mình chẳng muốn mất đi một người mình yêu thương, nhưng thế cũng vui đâu hề chi, mình vẫn kế bên và quên đi FYI em đi không hơn. Sau nhiều lần theo đuổi Thủy Tiên mà không thành, Khải Anh đã công khai quan tâm Hồng Nhung, cô bạn cùng lớp. Nhưng không ngờ Thủy Tiên lại ghen ngược lại và tìm mọi cách để lấy lòng Khải Anh. Khải Anh đã giả vờ lơ đi và tỏ vẻ không còn cảm giác gì với cô nàng nữa. Liệu kế hoạch của Khải Anh có thành công khi Thủy Tiên đang ra sức gây sự chú ý cho anh chàng? Từ trước tới giờ em nghĩ là em thích Nhật Minh, nhưng mà chắc em lầm. Tao cảnh cáo mày, nếu như mày đụng tới Lan của tao, tao sẽ không bao giờ để mày yên đâu. Mày định làm gì? Định nói với Linh Lan à? Mày nghĩ cô ấy sẽ tin mày à? Kịch hay nằm ở tối nay, theo dõi nhé. Mày lại thua rồi. Kẻ thua cuộc mãi mãi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc thôi. Tao xin thua. Vậy là chúng ta đã tìm ra người xuất sắc nhất, đó chính là Phi Hùng. Phi Hùng sẽ đại diện cho trường chúng ta tham gia vào giải đấu cấp quốc gia vào cuối năm nay. Đó cũng là nhờ thầy hướng dẫn tận tình chỉ bảo cho em, nên em mới có ngày hôm nay. Em nói quá rồi. Vậy là giải đấu chúng ta khép lại. Phi Hùng, em hãy về nhà tập luyện thêm để chuẩn bị cho những vòng đấu sắp tới nha. Nhật Minh à, em làm cho thầy thất vọng quá. Tại sao càng ngày em thi đấu càng thụt lùi như vậy? Em nhìn Phi Hùng kìa, càng ngày càng tiến bộ. Em xin lỗi thầy. Minh à, tao thấy hôm nay mặt mày không được vui. Lại có chuyện gì? Tất nhiên là nó phải buồn rồi. Nó mới thua cuộc thi cờ xong, mức xúc cho đội tuyển quốc gia là còn gì nữa. Thế là nó để thua Phi Hùng. Cái vị trí đấy lại thuộc về cái thằng Âm Minh đấy. Mày thôi đi, giờ chuyện đã lỡ rồi, mày nhắc làm gì nó buồn rồi sao? Thôi cái gì mà thôi, một cái cuộc thi quan trọng như thế, sao mày lại để thua nó? Thì bỏ đi được không? Bỏ cái gì mà bỏ? Bây giờ ấy, mày để nó thắng như thế, mặt nó lại vênh lên. Rồi chưa kể là sắp tới còn vụ tỏ tình cả Linh Lan nữa. Gì? Tỏ tình? Tỏ tình nào vậy? Hôm nay Phi Hùng sẽ tỏ tình với Linh Lan. Nếu như mình Linh Lan đồng ý á, thì tụi mày biết rồi đó. Ngay từ ban đầu tôi nhìn thằng đó đã thấy không đàng hoàng rồi. Bây giờ sao? Thôi chắc nó nói thôi chứ không dám làm đâu. Lỡ làm thiệt rồi làm sao? Mà tao thấy thằng đó cái gì mà không dám làm. Một thằng khốn nạn như đó, cái việc mà thắng thằng Minh cũng dùng thủ đoạn mà ra đó. Ê, hay là mình nói cho bà Linh Lan biết mày. Mày khùng à? Tự nhiên đi nói cả bà Linh Lan biết làm cái gì? Bà ấy không những là không tin mình, mà còn nghĩ là mình đi phá đám bà ấy đấy. Với lại bây giờ Linh Lan với Nhật Minh cũng đâu còn gì đâu quan trọng, quan tâm nhau chi nữa. Cũng đúng. Nhưng mà tao cũng thấy tội cho Linh Lan, bởi vì trước đây Nhật Minh cũng thích bà ấy. Dù là gì đi nữa, mình cũng không thể nào bỏ mặc cái loại người khốn nạn như nó, phải cho nó một bài học, để sau này nó đừng lừa gạt con gái nhà người ta. Thế bây giờ phải làm cách nào để lật mặt nó đây? Tao nghĩ nó có cách hết rồi. Bây giờ mình tính sao để ngăn chặn nó đây.
tính sao để ngăn chặn nó giờ? Tao có một cách. Nói đi, sao nào? Chào mọi người. Em tới không đúng lúc hả? Không, cũng không hẳn là không đúng, cũng hơi kỳ ha. Bước nói được biết rồi. Thôi hai người ở đây chơi nha, tụi tôi vô lớp trước. Vậy ha. Đây. Kết quả lần này không như mong đợi. Anh đừng có nản nha. Anh không có sao đâu. Em biết là anh buồn mà. Giải thưởng lần này lớn thật. Nhưng mà năng lực của anh thì ai cũng biết. Anh đừng có buồn rồi tự trách bản thân nha. Thực ra thì anh cũng có hơi buồn một xíu. Nhưng mà thi mà, cũng phải có thắng có thua thôi. Không sao đâu. Chỉ cần anh luôn cố gắng và không bỏ cuộc thì sẽ thành công mà. Cố lên, em tin anh. Linh Lan, bà biết tin gì chưa? Cái gì, bà tìm tôi hả? Hay là mua đồ? Không, tôi không có mua đồ đâu. Mình nó mới thua kìa. Đừng nói là bà không biết nha. Trời ơi, vậy là bà không đi xem ông Thi phải không? Thì tại tôi với ổng đâu có còn thân như hồi đó nữa đâu mà đi xem. Kỳ thi này quan trọng lắm mà ổng lại thua. Mà tôi thấy ổng sao sao á, không tập trung gì hết á. Thua kỳ này thì cuộc thi quốc gia sắp tới, Phi Hùng sẽ đi thi đó. Tôi thấy tội ổng lắm luôn á. Mấy đứa fan ngày xưa yêu thích ổng, cuồng nhiệt ổng, bây giờ đi theo Phi Hùng hết rồi. Còn mấy đứa fan kỳ cựu như tôi á, được mấy người đâu. Chắc ổng suy sụp lắm luôn á. Nghĩ mà buồn quá à. Không có đâu, thầy Nhật Minh cũng còn có bà mà. Tôi thì làm được cái gì? Tôi cũng chỉ là fan hâm mộ thôi, chứ đâu phải là người yêu hay là gì đó đâu. Nhật Minh chỉ là thần tượng của tôi, chứ còn người yêu thì tôi nhận ra đó, mẫu người yêu của tôi là người luôn phải ở bên cạnh tôi, quan tâm tôi, thích tôi thật sự, thì đó mới là tình yêu thực tế. Còn Nhật Minh thì chỉ là tình cảm thần tượng thôi. Hùng thắng rồi, hôm nay Hùng vui lắm. Linh Lan nhớ suy nghĩ câu hỏi hôm trước Hùng hỏi nha. Tối nay Hùng muốn nghe câu trả lời. Linh Lan. Hả? Bà sao vậy? Làm gì thất thần vậy? Tôi đang suy nghĩ mà. Có chuyện gì hả? Kể tôi nghe đi. Phi Hùng muốn tỏ tình với tôi. Tỏ tình với bà? Nhưng mà tôi chưa biết phải trả lời sao nữa. Thì ra ông đợi bà sáng giờ là vì chuyện này hả? Mà ông hẹn bà ở đâu? Ở quán cài ngay chỗ trên đường mà đi học thêm á. Thôi bà cứ đi đi, có chuyện gì kể tôi nghe. Mà nè, chúc mừng bà nha, bắt đầu bà đã suy nghĩ chín chắn hơn rồi. Ê, xích vô. Sao rồi? Tối nay 7 giờ ở đường bán 2 á, quán Sky. Thôi, việc của bà xong rồi, đi đi. Không thèm cảm ơn tôi tí luôn hả? À ừ, quên mất. Cảm ơn nhé. Phải mời trà sữa tôi đi chứ. Rồi, trà sữa. Phiền quá. Tối nay nha. Rồi, đi đi. Nhanh. Đi nha. Trời ơi, lồn bò quá ha. Toàn bộ chiến lược của mày có vẻ ổn á. Thôi mà chuyện tối nay quan trọng hơn.
Bây giờ ấy thì cứ theo kế hoạch của thằng Nhật Minh mà làm đúng không? Nhất định tụi mình phải lột được mặt nạ của nó ra. Nhưng mà tối nay tao lại đi uống trà sữa cả Thủy Tiên rồi, chắc là không đi được. À, tao cũng đi không được, tao bận rồi. Vậy thôi, để tao đi với Nhật Minh được rồi. Mà tụi mày phải cẩn thận, nó không phải là dạng vừa đâu ấy. Thôi yên tâm đi, cứ để tao với chiếc Khanh đi. Ờ, đi á, có gì báo tụi tao biết sớm nha. Có nhận thêm trò không? Đùa hoài. Sao hôm nay đến sớm vậy? À, hôm nay tôi đến sớm là cũng đang định tập luyện đây. Với cả có mấy bài nhảy hôm trước tôi chưa có thuộc lắm. Có muốn tập trung hơn không? Tôi đang định tập này. Mà bữa giờ tôi thấy nhảy ông nhảy cũng ra gì phết đó nha. Trời ơi, làm sao mà qua ông được. Ê, ông cứ nói quá. Ông mới học ở đây mấy ngày, như thế là tiến bộ lắm rồi. Chứ như tôi á, trước cũng gớm lắm. May mà thầy cô bạn bè giúp đỡ nên mới được như bây giờ. Khiêm tốn quá ba ơi. Đấy là nhờ sự hướng dẫn của thầy, thế nên là tôi mới tiến bộ được như thế. Chứ hồi đầu vào đây tôi cũng có biết cái gì đâu. Thôi, nhảy bài khởi động đi, để tôi xem ông nhảy đến đâu nào. Ok. Ông đến đoạn nào rồi? Nhảy trước thử tôi xem nào. Ok, hôm trước là tập đến đoạn này rồi. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Ok, lại nhá. Ok, bắt đầu nhá. 2 và 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, yeah. 2, đúng rồi. 3, 4, 5, 6, đúng rồi. 7, ok là 8. Đó, nhịp chuẩn, động tác rất khoát. Thì cũng nhờ huấn luyện viên chỉ dạy nhiệt tình, xong rồi là có cả các anh các chị, mà đặc biệt là ông nữa. Tôi học được rất là nhiều kinh nghiệm từ ông. Nói chung ấy là trong quá trình học, mình vừa học thầy, vừa học bạn. Như thế, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Cũng đúng. À, mà sắp tới tôi định đăng ký lớp diễn xuất, ông có muốn tham gia chung không? Tôi lại lỡ đăng ký lớp thanh nhạc mất rồi. Quên mất. Ông đi nhạc rồi nhở? Sau này mà trở thành người nổi tiếng, đừng quên tôi nữa nha. Tôi sẽ chờ đến một ngày Khải Anh có một cái debut showcase thật hoành tráng. Lúc đấy đừng quên là đưa vé VIP cho tôi đấy. Tôi sẽ tặng ông hàng ghế VIP luôn. Ok, quá ngon rồi. À, lát nữa học xong ông có rảnh không? Một chút nữa có một buổi workshop của các anh chị khóa trên, học hỏi được nhiều kinh nghiệm lắm ạ. Hôm nay thì tôi lại bận mất rồi. Đi với ai? Bạn gái đúng không? À không, chỉ là bạn thôi. Với cả tại tôi nợ người ta trả sữa, thế nên là phải trả đấy. Ok, vậy ông đi, không làm phiền ông nữa. Bye bye. Linh Lan. Nhật Minh. Sao ông ở đây? Ủa thì tôi đứng đợi bạn không được hả? Được. Nhưng mà có chuyện gì? Hôm nay tôi buồn quá, định rủ bà đi ra ngoài chút nè. Ngày mai được không? Tại hôm nay tôi có hẹn rồi. Thôi, bà là bạn thân của tôi mà. Hôm nay tôi buồn lắm, bà ra ngoài với tôi không được hả? Thì tôi biết là ông buồn, tôi ra ngoài với ông được. Nhưng mà hôm nay thì tôi... Không, hôm nay bà phải đi với tôi, hôm nay tôi buồn lắm, tôi cần bà. Nhưng mà hôm nay tôi bận rồi. Tôi nói không được mà hôm nay bà đi với tôi đi. Ông đừng có vô lý vậy được không Nhật Minh? Tôi nói là tôi bận. Tôi không cần biết bây giờ là bà bận cái gì hết. Hôm nay bà nhất định phải đi với tôi. Ông đừng có ép tôi vậy được không? Nhật Minh, lại ngồi ở đây mẹ nói chuyện chút coi. Dạ, chứ mẹ mới học về. Thầy phụ trách vừa mới gọi điện thoại cho mẹ, nói về tình hình học tập của con. Con sao vậy hả? Học hành thì sa sút, thi đấu thì mất tập trung. Rõ ràng là con đang bị cái gì vậy? Con xin lỗi mẹ. Mẹ nói ra không phải để con xin lỗi. Con nhìn lại mình đi. Suốt ngày con lẻo đẻo theo con bé Linh Lan, mua bán đủ thứ tùm lum. Sao lãng việc học hành, ngay cả đến thi cử cũng không màng tới. Con muốn mẹ sống làm sao hả? Mẹ, con học hành sa sút á, thì tại vì con phải ôn quá nhiều môn.
Con thi cờ thua thì con chịu thôi, chứ có liên quan tới Linh Lan đâu mẹ. Liên quan hay không á thì mẹ không cần biết, nhưng mà rõ ràng á là con giao du với những cái đám người đó không có tốt cho con. Bây giờ con đã sáng mắt con ra chưa? Con muốn mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa con mới hiểu? Nhưng mà con... Con đừng có nói cái gì nữa hết. Mẹ đã quyết định rồi, 3 ngày nữa mình dọn nhà. Nhưng mà... Con có muốn mẹ chuyển trường luôn cho con hay không? Mẹ đã quyết định rồi, con đừng có nói cái gì nữa hết. Quá sức rồi nha. Gì đây, làm gì ướm ướm đồ đó? Có hẹn hò với ai phải không? Có đâu. Xạo, tôi nhìn là tôi biết rồi nha. Bởi vậy chị đã nói với em rồi, bạn thân cũng chỉ hơn bạn đơn thuần một chút xíu thôi, đừng có lầm tưởng nó là tình yêu rồi đánh mất cái người mà yêu thương mình. Em biết rồi. Từ trước tới giờ em nghĩ là em thích Nhật Minh, nhưng mà chắc em lầm. Vậy là có quyết định rồi đúng không? Chưa. Sao vậy? Em phải tin vào cái quyết định của em chứ. Nhưng mà chị, cái gì nữa? Trời ơi, quan trọng bây giờ là người ta làm cho em vui, em ở bên cạnh người ta, em thấy hạnh phúc như vậy là được rồi. Muốn cái gì nữa? Trời đất ơi. Vậy chị nói vậy chứ chị tìm được chưa? Ủa sao hoài luôn á, lần nào mình cũng hỏi tới câu đó luôn á. Chị muốn tôi trả lời làm sao? Chưa có. Có thấy trái tim tôi đang rỉ máu không? Xin lỗi, mới không hỏi nữa thiệt luôn á. Nhìn bộ này nhìn đẹp không? Bỏ tay ra coi. Mày á. Thôi, không có đẹp, thay bộ khác đi. Trời ơi, người ta nhắn tin phải không? Rồi mỉm mỉm nữa kìa. Bởi vậy, nó nói hả là cơ hội chỉ đến một lần thôi. Người tốt không có xuất hiện nhiều đâu, phải nắm bắt cơ hội nghe chưa? Lựa đồ khác đây. Biết rồi. Linh Lan có thể thích không? Hùng làm điều này là vì Linh Lan đấy. Hùng có thể làm tất cả vì Linh Lan, kể từ bây giờ và sau này cũng thế. Cảm ơn Hùng. Chỉ cần Linh Lan đồng ý. Làm bạn gái Hùng nhé. Nếu không trả lời nghe được thì uống ly nước đi rồi trả lời. Không được uống cái gì đó. Sao hai người ở đây vậy? Nó bỏ thuốc này để hại bà đó. Đúng rồi đó, chính mắt tôi cũng thấy đó. Ôi bà làm ơn mà cẩn thận đi, đồ đê tiện. Không phải, không phải đâu Linh Lan. Hùng bị vu khống vì Nhật Minh không muốn Hùng quen Linh Lan, nên hết lần này đến lần khác hại Hùng. Linh Lan phải tin Hùng. Người như mày á, sớm muộn gì người ta cũng biết thôi, cần gì phải vu khống cho mày. Linh Lan phải tin Hùng. Mày bỏ cái bản mặt đó ra đi. Bộ mày tính dùng cái bản mặt ngây thơ đó ra để mà dùng cho Linh Lan tin mày hả? Linh Lan, không phải đâu. Nghe Hùng nói nè.
nếu Linh Lan không tin. Nếu trong này có gì, liệu Hùng có dám uống không? Nhưng mà nãy, nãy nói ra hai người bày trò đủ chưa? Thì lại, bà phải tin tôi, mình là bạn thân với nhau từ nhỏ lớn, nó là một thằng khôn đó. Ông trẻ con, ông hiếu thắng, không bao giờ chịu lớn cả. Tôi biết là ông đánh cờ thua Phi Hùng, nhưng mà đâu phải cái gì chuyện đó. Mà ông cứ hết lần này tới lần khác hãm hại người ta hả? Tôi thất vọng vì ông quá. Phi Hùng, đi thôi. Phải tin tôi, mình là bạn thân với nhau từ nhỏ lớn, nó là một thằng khôn đó. Ông trẻ con, ông hiếu thắng, không bao giờ chịu lớn cả. Tại sao chúng ta lại ra thế này hả Linh Lan? Tại sao bà không tin tôi chứ? Tại sao chúng ta lại không thể như trước đây nữa? Thôi, thì coi như tình bạn của tụi mình đến đây là hết vậy. Giờ thì sao anh như phát điên lên, nỗi nhớ em ngập tràn đầy rồi. Trái tim đã vốn dĩ yêu từ lâu, mà chẳng thể nói nên được một câu. Sẽ biết tìm em nơi đâu. Anh yêu em. Lại, bà phải tin tôi, mình là bạn thân với nhau từ nhỏ lớn, nó là một thằng khôn đó. Ông trẻ con, ông hiếu thắng. Tao biết ngay là nó sẽ lật mặt. Tao mà ở đấy là nó chết với cả tao rồi. Chết với mày, hay là Linh Lan tát luôn cả mày, rồi mày khóc bù lu bù loa lên, làm cho cả đám mày rối hơn. Không hề. Vụ gì chứ vụ này tao phải tức thiệt chứ. Gặp chúng cái thằng đê tiện dám gài tụi mình vô nữa, rồi còn bà Linh Lan nữa. Nghĩ sao đi bên thằng đó vậy? Nhật Minh à, sống bên. Mày thử nghĩ đi, mồm mép của thằng đấy nó như thế, đứa con gái nào mà chả tin. Tao không biết Linh Lan sao, chứ tao thấy làm vậy là quá đáng. Dù gì thằng Minh cũng thân với bà bao nhiêu năm, giờ mà nỡ tát nó. Mà Nhật Minh, mày đừng dính dáng tới bà Linh Lan nữa. Chuyện hướng tìm đối tượng khác đi, đỡ phải gặp rắc rối. Ờ ha, mày nhắc tao mới nhớ, những cái rắc rối của thằng này toàn xuất phát từ bà Linh Lan. Thôi đi, tụi mày đừng nghĩ vậy được không? Thôi thôi cái gì, đến giờ này rồi mày vẫn còn bênh bà ấy. Linh Lan không có tội gì đâu. Ủa, vậy Tường Vi có tội không?
mà tao thấy Tường Vy tốt gấp mấy trăm lần Linh Lan luôn á. Tại sao mày không thích Tường Vy đi, đỡ phải gặp rắc rối. Đúng, đẹp người lại còn đẹp nét. Mày suy nghĩ thật kỹ đi nha. Nếu như mà Tường Vy tốt với mày vậy thì mày thử mở lòng với Tường Vy coi. Mà tao không hiểu là Linh Lan hơn Tường Vy ở cái điểm nào mà thằng này nó cứ lấn cấn mãi. Cái vấn đề không phải là lấn cấn ai hơn ai, mà cái vấn đề quan trọng là ai đến trước và ai đến sau. Mày hiểu không? Ủa, tao cũng là cái thằng đến trước nè, mà sao tao không được sâu đậm bằng mấy thằng đến sau vậy? Bởi vì từ trước đến giờ ấy, nó đâu có yêu thương gì mày đâu. Đấy là mày ảo tưởng nên là mày tự nghĩ thế thôi. Bỏ cuộc đi là vừa. Ảo tưởng? Tao nói cho mày nghe, tao với anh Đào quen nhau rồi đó. Để coi được bao lâu. Sao mày cứ chùa tao hoài vậy? Thực tế là vậy. Giờ cá không? Cá. Ai thắng ly trà sữa nè. Ok, lúc đó đừng có buồn khổ mà tìm tao là được. Mày cũng vậy á. Nào thôi 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 hai bạn, mình nói ít mình làm nhiều nha. Như mình này, làm nhiều. Mày nói điều không à? Ừ, ngu mà bạn đặt triết lý. Em ăn đi. Cảm ơn anh. Hôm nay để anh đưa em về nhé. Thôi phiền anh lắm. Bình thường em cũng về một mình quen rồi. Nhưng mà giờ có anh rồi, anh phải bảo vệ em chứ. Anh sẽ không để em về một mình để gặp nguy hiểm đâu. Trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng mà điều hạnh phúc nhất là anh vẫn được nắm tay em. Không quen thân mật vậy. Chứ không phải mình có tình cảm với nhau à? Thôi, mình ăn đi. Em tự ăn được. Không sao. Anh nghĩ từ từ rồi em cũng sẽ quen và sẽ chấp nhận thôi. Nhưng mà không được từ chối chuyện anh đưa em về đâu đấy nhá. Ê ê ê, hoàng tử cờ vua tới kìa. À, mà cái chức danh đâu còn nữa. Ê, núi này cao á thì còn có núi kia cao hơn. Không lẽ cứ ôm khư khư cái chức danh đó hoài. Chức danh đó chỉ dành cho những người tài giỏi như Phi Hùng mà thôi. Đúng, tao thấy như vậy là xứng đáng. Những người yếu kém á mà tỏ ra mình tài giỏi, ý mọi người gọi như vậy á mà phát chảnh. Nói mày nghe, dở á thì chịu thua thôi. Dở thì chịu chứ sao. Nè, bộ mấy ông rảnh lắm hay sao mà đi nói xấu người khác hả? Rõ ràng vậy mà, tôi đâu nói xấu ai đâu. Dở thì chịu. Bộ mấy người có bằng người ta không mà nói. Nè bạn, ăn nói cho cẩn thận nha. Tôi đâu nói gì sai đâu, chỉ có những người không có năng lực mới hay đi ganh tị với người khác thôi. Bà đừng có quá đáng nha. Ai quá đáng chứ hả? Ai? Vy. Nhưng mà mấy người này. Vy. Người dở không bao giờ giỏi được đâu. Các ông không biết Tường Vy là ai hả? Là ai? Tôi không cần biết. Ba của Tường Vy là Mạnh Thường Quân, là nhà tài trợ chính cho câu lạc bộ cờ. Nếu như không có ba của Vy thì không có đội cờ này đâu. Nếu các ông muốn tiếp tục tập luyện và thi thì công nên biết điều một chút đi. Vy, cho tụi tôi xin lỗi. Xin lỗi bạn. Sao ba của em là Mạnh Thường Quân luôn tài trợ cho các cuộc thi cờ ở trường, mà sao em không bao giờ nói cho anh biết vậy? Nếu như em nói ra, liệu các bạn có chơi với em được như bây giờ không? Hay là chơi với em chỉ vì cái mác của gia đình em thôi?
anh cũng luôn luôn tìm kiếm những người bạn thật sự mình có thể tin tưởng được. Đôi khi mình cô đơn không phải là mình không muốn chia sẻ với ai. Có những thứ mình càng muốn á thì lại càng không có được. Vậy nên những thứ mình không có được thì mình càng phải trân trọng những điều mình đang có trong cuộc sống, phải không anh? Em mới đúng đó. Thanh xuân của chúng ta như một cơn mưa rào. Dù cho mình có từng bị cảm lạnh vì ướt mưa, nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Em nghĩ tuổi trẻ là để trải nghiệm. Thế nên dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn phải đón nhận bằng một thái độ tích cực nhất để không phải hối tiếc về sau này. Em đúng là một cô gái đặc biệt đó. Từ giờ anh đã có em làm bạn rồi. Vậy nên những gì vui hay buồn anh có thể nói cho em biết. Bởi vì chúng ta là bạn mà. Anh cảm ơn em nha, vì đã luôn ở bên cạnh của anh. Em có làm gì đâu mà anh phải cảm ơn. Thì em luôn xuất hiện trong những lúc mà anh không biết phải làm gì tiếp theo. Vì chúng ta là bạn mà. Ê Chi Khanh, mặt Nhật Minh chắc còn đau lắm hả? Người ta không có đau cái mặt đâu, ta đau chỗ khác kìa. Chỗ nào? Đây nè. Ờ. Đau ghê. Đau. Tụi bay lo làm bài tập đi kìa. Thôi để người ta làm đi. Mất công hồi nữa Tường Vi nhắn tin tới á, làm được á. Ừ. Không chờ không làm luôn, dẹp luôn, đi chơi luôn á mày. Ừ, vậy thôi thà để người ta đi đi, rồi tụi ta làm cho. Ờ, Nhật Minh, một lát mày nhớ chở Vi về nha. Một người cô gái tốt như Vi á, mày đừng có bỏ lỡ. Đúng rồi, đã không biết nhìn người á thì phải biết nghe lời. Chứ đừng có như ai kia. Tao nói thiệt, mấy cái đứa ngu muội á, thế nào cũng bị gặp quả báo sớm à. Lúc đó khóc của mày giọt. Tụi bay có thôi đi không? Nói chung á là sau này hạn chế, đừng có nhảy vô chuyện của người ta. Gọi là bao đồng mới biết chưa. Làm ơn mắt quán á là có thiệt chứ không có trong truyền thuyết đâu. Thôi, coi như đây là bài học để rút kinh nghiệm. Dù gì, điều tôi đẹp nhất cũng sắp đến với Nhật Minh rồi. Ê, bài này khó quá mày. Ê, hôm nay trời đẹp nè, thích hợp cho những buổi trà sữa đầy trân châu. Trời nắng muốn chết, ông muốn đi thì đi một mình đi. Vậy tôi đi mua, rồi đem về cho bà nha. Thôi, tôi không có hứng uống đâu. Bà bị sao vậy? Tôi... tự nhiên tôi thích vậy đó, ông không thích hả? Thích chứ, thích. Hôm nay em muốn ăn cái gì? Anh mua cho em ăn. Như cũ á, kem trà đào. Ồ, ok, được. Anh đào ăn cả thế giới, kho cũng mua luôn. Nhưng mà nếu như sau này không còn ai ở bên cạnh đào nữa thì kho có bên cạnh đào không? Trời ơi, anh đào nói cái gì vậy? Kho đã hứa với anh đào là bên cạnh anh đào suốt đời mà. Anh đào là người yêu của kho mà. Bà có muốn thầy ghi tên bà vô sổ đầu bài không hả? Sắp vô tiết rồi kìa. Tôi đánh xíu thôi mà. Tôi là phải đẹp, phải điệu. Tôi mới chịu. Để làm gì? Thì... để cho ai đó nhìn tôi, xong rồi mê tôi. Mà bà thấy màu này đẹp không? Đẹp. Đây là màu Dreamy. Nó hợp với tôi lắm á. Ừ, hợp. Đánh mềm môi. Xong rồi không bị khô nha nè. Khoe. Bà mua của tôi chứ đâu. Son Laura Sunshine tôi bán cái gì. Công nhận là bà biết lựa hàng ghê nha.
Ê mà sắp tới á, bà lấy cho tôi cây nữa nha. Bà chị của tôi á, giành đánh của tôi hoài luôn á. Sắp tới sinh nhật bả, tôi sẽ tặng cho bả một cây. Lấy màu fantasy. Rồi khi nào về hàng đi rồi gọi. Rồi mà đứng đó mày. Tôi đi trước á. Ê nè nè nè. Cái gì nữa? Nghe nè. Lẹ đi, tôi không có muốn bị trễ giờ với bà. Hỏi này nha. Bà không chơi Nhật Minh à? Thì không phải là không chơi, mà là kiểu từ lúc chuyện xảy ra tới giờ tôi với ổng không có nói chuyện. Thì nhưng mà tôi nói thiệt nha, tôi khuyên bà, bạn thân tôi nói ý là bà ở Nhật Minh á, chơi bao nhiêu lâu nay, bây giờ chẳng lẽ vì ông Phi Hùng mà hai người không chơi với nhau nữa, kỳ lắm. Thủy Tiên, vấn đề ở đây không phải là vì Phi Hùng. Tôi cảm giác là Nhật Minh đã thay đổi rồi. Không phải đâu, Nhật Minh không phải là người như vậy đâu bà. Hai người ngồi lại nói chuyện đi. Nếu mà ngồi lại được nói chuyện với nhau á, thì tụi tôi đã ngồi lâu rồi. Bà nên nhớ, tôi với Nhật Minh đã chơi với nhau mười mấy năm rồi. Tới bây giờ tôi còn không hiểu ổng nữa thì ai có thể hiểu ổng. Thì tôi không muốn bà giúp, thôi bỏ bà đi. Còn Phi Hùng, tốt với bà không? Tốt. Đi lên lớp học mệt quá. Nhanh lên. À, có quan tâm bà lắm hả? Ừ. Có mua trà sữa không? Nè, ông đang quen với Linh Lan mà không làm trò gì vậy? Phi Hùng, ông đang làm cái gì vậy? Thời buổi bây giờ bắt cá hai ba tay là chuyện bình thường. Chứ cô nhìn lại cô đi, chán ngắt. Nghĩ gì mà tôi quen cô đấy? Không làm ăn được gì thì thôi, tôi tìm người khác. Đồ khốn nạn. Sao lại là khốn nạn? Đừng có trách tôi. Có trách thì trách cô kìa. Hai bảo cô ngu. Có thằng bạn thân nói cho biết mà còn không tin. Nè, ông quá đáng rồi đó nha. Tôi không ngờ ông là con người như vậy. Đồ dơ bẩn, đồ điên, đồ khùng. Mày nói gì? Sao? Nó đánh tôi hả? Đánh đi nè, đánh đi, thử xem. Đánh bà chỉ tội bẩn tay tôi thôi. Sao? Thử đi. Sao nói miệng không vậy? Làm thiệt luôn đi. Đi em. Đứng lại coi. Lan. Anh Phi Hùng ơi, em có món quà muốn tặng cho anh nè. Là từ tay em làm đó. Đó là cả tấm lòng của em đó. Anh nhớ sử dụng đó nha. Tất nhiên rồi, cảm ơn em nha. Anh có thể nào ký và chụp hình chung với tụi em được không? Ừ, được chứ. Cảm ơn anh. Trời ơi, người gì đó mà vừa đẹp trai, vừa dễ thương, còn thân thiện nữa chứ. Trời, thích quá đi à. Không giống như Nhật Minh kia kêu căng. Bởi vì mới bị anh Phi Hùng thế chỗ mua cờ đó. Bây giờ anh Phi Hùng là số 1 trong lòng ta. Tao cũng thế. Thôi tiệm đi nha. Bye bye, bye anh. Tại sao? Tại sao mày lại phủ phải với Linh Lan như vậy hả? Hả? Tao thích thì tao phủ thôi. Sao? Tao đã cấm mày. Tao đã cấm mày không được làm vậy đâu mà. Mày nghĩ lời nói của mày là có giá trị à? Tao làm như thế là còn nhẹ đấy. Mà cũng nhờ mày cả thôi. Mày nói vậy là sao? Chỉ nhờ mày mà Linh Lan mới trở thành con cờ của tao. Để tao hạ gục mày. Chó.
Có gì á, mày muốn gì mày cứ kiếm thẳng tao nè. Tại sao mày làm vậy hả? Vì cô là điểm yếu của mày. Vì tao muốn để cho mày biết cảm giác bị người khác cướp mất người yêu, cảm giác bị rơi từ đỉnh vinh quang xuống, nó đau đớn như thế nào, nhục nhã như thế nào. Mày đó, chó mày. Tao làm gì mày hả? Vì mày mà tao mất người yêu. Mày còn nhớ Lưu Ly? Cô là bạn gái của tao. Nhưng mà Lưu Ly, cô ấy tự thích tao. Tao không làm gì cô ấy cả. Thì Linh Lan cũng thế thôi. Cô ấy tự bâu vào tao cơ mà. Thằng khốn nạn này. Tao sẽ khiến mày mất đi tất cả. Từ cái vị trí vua cờ mà cách đây 3 năm mày đã cướp đi của tao, giờ đến con bạn thân của mày. Tao sẽ làm cho cô ấy phải đau khổ hơn gấp nhiều lần. Chỉ vì mày muốn chiến thắng mà mày lợi dụng tình cảm của một cô gái. Thắng như vậy mày không thấy nhục nhã sao Phi Hùng? Thế à? Nè, để có thể thắng được mày thì dù có phải làm những điều khốn nạn hơn, nhục nhã hơn, tao cũng sẽ làm. Mày hiểu không? Vy, không sao không Vy? Đau quá. Mày nhớ đấy. Em có sao không? Em đau. Thôi để anh đưa lên phòng y tế. Hai của cô ngu. Có thằng bạn thân nói cho biết mà còn không tin. Thời buổi bây giờ bắt cá hai ba tay là chuyện bình thường. Chứ cô nhìn lại cô đi. Hai của cô ngu. Mày pha sữa nè, uống đi học bài. Ủa sao con khóc? Ủa trường có chuyện gì hả con? Không có gì hết. Con đừng giấu mẹ. Có hai mẹ con nương tựa vào nhau, có gì con phải nói cho mẹ biết chứ. Con sao vậy? Mẹ ơi. Gì vậy con? Cuộc đời mẹ, mẹ đã bao giờ chọn điều gì sai lầm chưa mẹ? Ai mà không có sai lầm hả con? Vậy sai lầm lớn nhất của mẹ là gì? Chọn lầm người. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mẹ. Khi con lớn lên, đủ hiểu, thì con đưa ra quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình. Con hãy nhìn cách họ đối xử với người khác và đưa ra quyết định của mình có nên tin họ hay không. Khi đã yêu thì trái tim của mình không còn đáng tin cậy nữa. Chọn lầm người là khổ cả một đời đó con. Anh Đào, hôm nay tôi mua cho bà bánh tráng nè, ngon lắm á. Ăn không? Không ăn đâu. Thôi ăn đi, bánh tráng này tôi tự trộn luôn á. Nè. Thôi tôi không ăn. Thôi ăn miếng đi anh Đào nha. Tôi nói là tôi không ăn mà. Bà sao á? Thôi đút tôi ăn đi. Nè. Để chờ đốt lại. Ngon. Ngon. Thôi làm mà.
Đào đút là khoai ăn ngon liền à. Thôi, để khỏi đút đầu ăn nha. Thôi, không ăn đâu. Sao vậy? Tự nhiên thấy khó chịu quá. Đã bị đau bụng hả? Nếu không đi mua thuốc cho Đào nha. Thôi không, Đào có thuốc rồi. Tí nữa về lớp rồi Đào uống. Ờ. Anh cứ dối lòng, anh không nhớ mong, nhưng cứ ngóng trông mỗi khi đêm về. Vẫn cứ ngại ngần, không dám nói ra. Khi anh nhớ em, chỉ biết giữ trong lòng, chẳng dám lại gần bên em. Hơn giờ thì sao anh như phát điên lên, sao nhắn tin mà không thấy em trả lời. Hơn giờ thì sao anh như phát điên lên. Lên lên. Hả? Bà sao vậy? Sao tôi gọi nãy giờ mà bà không trả lời? À, không, tại tôi đang bận suy nghĩ một chút xíu. Sao vậy? Nhìn bà mệt mỏi quá à. Có cần xuống phòng y tế không? Không, tôi đâu có mệt gì đâu, tôi khỏe mà. À, chuyện là sắp tới 20 tháng 11 này nè, lễ nhà giáo. Tôi có bàn với ban cán sự là không biết mua quà gì tặng cho năm cô của mình. Mà tôi chợt nhớ ra là hôm bữa bà có bán cho tôi cái son Laura xinh xay. Tôi tặng 20 tháng 10 cho mẹ tôi á. Thấy màu vừa sang lên vừa mịn còn lâu trôi nữa. Nên là không biết bà còn không? Tôi tính tặng cho mấy cô á. Tôi ngưng bán lâu rồi, đâu có còn nữa đâu. Chết cha rồi, giờ sao ta? À, đưa đây. Ủa, đây là trang web của Laura xinh xái hả? Ừ, đúng rồi. Ở trên đây có nhiều màu son lắm, tùy cho bà lựa chọn. Còn có hướng dẫn là cách mình chọn màu son như thế nào cho hợp với màu da nữa. Nếu mà bà muốn thì cứ mua xong rồi họ tới giao hàng tận nơi. Như vậy tiện cho bà, không cần phải suy nghĩ đắn đo nhiều đúng không? Cảm ơn bà nha. Rồi mày sao rồi? Tao nghe nói mày với Phi Hùng đánh lộn phải không? Ừ. Chắc là lại bị nó đánh cho sưng đầu rồi thế. Thiệt á, tự nhiên đánh lộn chi? Tại lè đó chứ. Nó lợi dụng Linh Lan để hại gục tao. Nó muốn chiến thắng trong trận đấu cờ vua. Nó nói với tao là nó muốn lấy hết tất cả những gì tao có. Cái thằng khốn nạn. Cái thằng khốn nạn này, sao trên đời lại có thể sinh ra một cái thằng khốn nạn như thế? Là mất mặt tụi con trai của bọn mình. Rồi giờ mày để nó kể hết không? Mày ngồi đây mày cứ khốn nạn. Ờ, thì im. Rồi sau đó tao không có kiềm chế được cảm xúc. Tao đánh nó. Trời ơi, đánh nhau làm cái gì để cho bầm dập lên. Rồi sao? Mày kể tiếp đi xem nào. Tao thì có bị sao đâu. Quan trọng là Tường Vi kìa. Tường Vi gì? Sao có Tường Vi đây? Trong lúc á, Phi Hùng đánh tao á, Tường Vi vào đỡ. Bây giờ bị thương ở tay nặng lắm. Cái thằng Phi Hùng thì đúng là muốn phạm tội đây mà. Để đạt được quyết tâm, nó sẵn sàng hại hết tất cả những người bên cạnh của thằng Nhật Minh. Tao nghĩ giờ chắc Linh Lan sốc lắm. Tội cho bà ha. Người tội ở đây là Tường Vi kia kìa. Người mà đã bị thương vì Nhật Minh đấy. Tường Vi là bị vết thương ngoài da, nhưng còn có Nhật Minh bên cạnh. Còn Linh Lan là bị vết thương trong lòng. Mà vết thương trong lòng thì khó lành hơn vết thương bên ngoài. Cũng do bà Linh Lan tự chuốc lấy thôi. Ban đầu ông Nhật Minh đã cảnh cáo rồi mà không nghe. Cái đâm đồ vô làm gì? Rồi giờ vậy? Bà cũng chỉ vì thằng Nhật Minh mà bị Phi Hùng lợi dụng thôi mà. Nếu như ngay từ ban đầu bà kiên định sáng suốt thì bà đâu có bị lợi dụng. Cái người mà ông Nhật Minh cần có trách nhiệm ở đây là bà Tường Vi kìa. Tường Vi là con gái mà vì ông bị thương như vậy sẽ ảnh hưởng tới chuyện học tập. Chưa kể đấy nha, con gái rất quan trọng chuyện ngoại hình. Lỡ mà vết thương để lại sẹo thì có phải ảnh hưởng cả đời không? Đúng là Tường Vi hy sinh cho mày rất là nhiều. Em ấy đối xử mày rất là tốt á. Mày nên trân trọng em ấy đi. Đình Khôi, ông làm gì hôm nay mặt ông buồn vậy? Ừ, có gì đâu. Tao là tao lo cho chuyện của Nhật Minh thôi. Thôi, mày đừng có lo cho chuyện của tao. Lo xây dựng cái hạnh phúc của mày cho đẹp đi nha. Còn chuyện của tao á, tao tự biết cách giải quyết mà. Ừ, thì tất nhiên tao cũng phải lo cho chuyện của tao chứ.
lo xây dựng tình cảm của tao cho đẹp chứ. Mà thôi, dẹp ba cái chuyện đó qua một bên đi. Tao nhức đầu quá. Mình đi ăn nha, tao đói rồi. Đi ăn đi. Đói rồi. Bà còn đứng đây, không biết thăm Nhật Minh đi. Không bị gì mà thăm. Trời ơi, vậy mà còn xưng là bạn thân luôn á. Là sao? Không biết luôn. Anh có mua cháo cho em nè. Anh nghe nói là cháo này là ăn như nhanh hết bệnh lắm đó. Em đâu có bị bệnh đâu. Anh chăm sóc em như người bệnh vậy đó. Em không có bệnh, nhưng mà tại vì anh ấy mới bị thương, cho nên là anh phải chịu trách nhiệm chứ. Anh đừng vì vậy mà cảm thấy có lỗi. Nếu như hôm đó em không làm như vậy thì người bị thương sẽ là anh. Lúc đó em còn đau hơn vết thương này nữa nè. Với lại vết thương của em cũng nhỏ à, nên anh cũng đừng lo nha. Vậy thì bây giờ ăn một miếng đi cho mau khỏe nha. Nè. Thôi để anh đút cho. Chẳng ngán đến hai từ chia tay friend.